Chào các bạn, đây là những lá bài chục triệu mình mới mua. Giỡn rồi chứ thực chất thì đây là những cái Moto Mod, là những module mở rộng dành cho chiếc Moto Z và Moto Z Fox. Thì bạn có thể mở rộng rất là nhiều tính năng dành cho Motorola Moto Z. Ví dụ như là bạn bổ sung thêm camera, bạn bổ sung thêm pin dự phòng. Nhưng mà thực chất thì trong đời sống hàng ngày, những cái bộ Moto Mod này nó giúp ích cho bạn như thế nào? Bạn có thích là mỗi sáng thức dậy thì bạn có một cái điện thoại mới để xài hay không? Moto Z có thể giúp bạn làm được điều đó mà không có phải tốn tiền mua một cái điện thoại mới, bằng một cái module Moto Mod đầu tiên. Đây là cái module case. Cái case này rất là đơn giản. Ở đây mình đang cầm cái bản có vỏ gỗ. Ngoài ra bạn còn có nhiều cái bản case khác, ví dụ như là vỏ carbon hoặc là vỏ màu đỏ. Thì khi mà bạn lắp cái case vào, ngay lập tức là bạn đã có một cái điện thoại mới. Vậy là xong. Những cái case này cho thấy Motorola vẫn duy trì được cái thiết kế đề cao tính cá nhân của họ, như là từ lúc mà họ mới về cái Google, bây giờ về với Lenovo thì họ vẫn còn duy trì như vậy. Một module khác cũng rất đặc biệt, đó là Hasselblad True Zoom. Cái module này nó có zoom quang 10x, ngay lập tức bạn có ngay một chiếc máy ảnh point and shoot. Như vậy thì lúc mà bạn đi du lịch, bạn có thể không cần cầm cái máy ảnh của bạn theo, bạn chỉ cần cầm một chiếc Moto Z và thêm một cái Moto Mod là đủ rồi. Hoặc là chỉ đơn giản như là khi bạn đang ở ngoài đường, bạn thấy một vật gì đó ở xa bạn không chụp được, cái module này nó sẽ giúp bạn điều đó. Trong khi những cái điện thoại bình thường thì bởi vì nó không có zoom quang cho nên các bạn sẽ không thể zoom tới chụp những cái vật ở xa. Mà mình nghĩ là các bạn nam cũng rất là thích, bởi vì bộ này nó sẽ giúp các bạn chụp được hình ảnh của những bạn nữ ở xa. Nhưng mà các bạn nhớ chuẩn bị trước những cái đồ bảo hộ như thế này. Một chiếc Moto Mod khác cũng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích, đó là Upgrid. Upgrid là một nắp pin mở rộng dành cho Moto Z. Bạn có thể tưởng tượng là khi mà các bạn hết một ngày làm việc thì điện thoại của bạn cũng đã gần hết pin, nhưng mà các bạn vẫn còn một bữa phải đi chơi nữa. Như vậy các bạn làm rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần áp vào, vậy là bạn có thêm một cục pin nữa dành cho máy của bạn, và bây giờ bạn đã có thể thoải mái đi chơi rồi. Nếu muốn vui vẻ hơn một chút, bạn có thể mua bộ Moto Mod do Motorola kết hợp với GPS sản xuất. Thì đây là một cái loa ngoài, nó sẽ gắn thẳng vào trực tiếp lưng của Moto Z luôn, và bạn không cần phải đem một cái loa Bluetooth riêng nữa. Trên cái bộ Moto Mod này còn có một cái chân chống để bạn có thể dựng cái máy của bạn lên để mà xem phim hay là xem music video gì đó một cách dễ dàng hơn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là snap cái Moto Mod đó vào lưng của Moto Z và bạn đã có thể bắt đầu quẩy rồi. Buổi tối khi mà bạn về nhà hoặc là bạn đi du lịch thì có một cái Moto Mod khác cũng rất là hay, đó là Moto Mod máy chiếu. Cái máy chiếu này nó sẽ mirror toàn bộ những gì đang có trên màn hình của bạn lên bức tường hay là bất cứ thứ gì mà bạn chiếu lên. Như vậy thì bạn có thể cùng với mấy đứa nhỏ thưởng thức được rất là nhiều nội dung video, các bạn cũng có thể xem hình hoặc là chỉ đơn giản là xem là những cái đoạn clip mà các bạn vừa quay được trong cái chuyến dã ngoại vừa qua của các bạn mà thôi. Moto Mod là một ý tưởng khá hay và mình thích những cái gì mới mẻ. Moto Mod có thể giúp bạn mở rộng những gì mà cái điện thoại của bạn có thể làm được. Và tất nhiên tình huống sử dụng thì không phải là không có. Chứ các bạn đã thấy rồi, chúng ta có thể làm cho cái điện thoại của mình trở nên vui vẻ hơn. Mỗi sáng thức dậy là một cái máy khác nhau. Bạn có thể mở rộng những tính năng cao cấp, ví dụ như là máy chiếu hay là loa ngoài. Tất nhiên giá cả sẽ là một rào cản hiện nay đối với những bạn nào đang mua Moto Z và muốn có ý định mua thêm Moto Mod để mở rộng chức năng. Mình hy vọng là trong tương lai Motorola sẽ có thêm những cái bộ Moto Mod khác giá phù hợp hơn và chức năng xịn hơn nữa để chúng ta có thể vui vẻ hơn với những cái phụ kiện này. Xin chào và xin cảm ơn các bạn.